Chào tất cả các bạn nha. Thì bây giờ là cũng hơn 7 giờ tối rồi các bạn ạ. Nhưng mà giờ mình mới đi làm về. Mệt quá các bạn ạ. Nhưng mà nay mình đi về, mình đi qua chợ. Mình thấy thịt gà thèm quá. Mình đã mua nửa con gà để làm gà KFC để tự thưởng thức cho bản thân. Các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Bây giờ mình đi ra vườn đi hái rau đã, để mình chuẩn bị để bỏ vào cái nước luộc gà. Các bạn cùng theo dõi nhé. Đây đường đi ra vườn này. Nhìn thấy rau rồi. Là rau lang này. Là rau cúc. Đây là rau cải. Nước luộc gà không biết nên bỏ rau gì cho nó hợp lý nhỉ? Rau cải hay rau cúc nhỉ? Thôi hái rau cúc đi, rau cúc tốt quá. Còn một luống rau cúc ở đây nữa. Đây. Thôi mình sẽ hái cái luống này. Tối quá. Đây đèn led của máy điện thoại các bạn nha. Trồng ở đây đất rất tốt. Mình sẽ hái tỉa thôi. Rau sạch ấy, rau này nhà mình trồng đấy các bạn ạ. Dạ như bây giờ có người nấu cơm cho mà ăn thì tốt. Thật sự là đang rất đói. Nhưng phải cố gắng thôi các bạn ạ. Vì cuộc sống, mưu sinh. Mình làm ở công ty gỗ nha. Công ty gỗ ở Hải Phòng. Các video trước mình quay là mình quay ở quê. Quê mình ở trong Thanh Hóa. Rồi, đã ok. Mình nghĩ như thế này là đủ. Như thế này thôi. Không để sang luống này, làm thêm một tí nữa là xong. Rồi, ok đã xong. Như này thôi, bây giờ mình vào đi làm gà đây. Đây nhá các bạn ơi, rau vừa nãy hái đây, mình đã rửa sạch rồi đây. Đây là nửa con gà. Nửa con gà đây. Nhìn rất ngon các bạn. Rồi. Mình có sả nữa đây, nồi sả sẵn rồi. Mình tính hành đi. Đây, và cứ thế này là luộc thôi các bạn ạ. Chờ khoảng 20 phút là chín thôi. Tranh thủ lúc chờ gà chín thì mình đi làm súp đã. Ôi, sắp cạn nước rồi. Chín, chín quá luôn, nhũn luôn. Còn quá, để thế này sẽ ăn luôn. Không phải băm chặt gì nữa.
Ok, vớt cái này ra, thả rau vào. Cho rau này vào là xong, chín. Lúc mình luộc mình có bỏ qua một ít gia vị rồi nên giờ không cần nhiều gia vị nữa đâu các bạn. Cho thêm tí mì chính và súp vào là ok. Rồi ok. Súp mình vừa pha xong đây. Rồi, bây giờ là chiến thôi. Ok, vậy là món gà của mình đã ok rồi. Mời tất cả các bạn cùng thưởng thức nha. Đây các bạn ơi, mình chỉ để này, mình xé là mình ăn thôi. Thật là tuyệt vời sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mình mời tất cả các bạn nha, cùng ăn nha. Ngon quá nhưng chỉ ăn được một bên đùi một cái chân thôi các bạn. No quá. Thật sự là còn một bên cánh nữa nhưng mà không ăn được, với một cái đầu nữa. Nước chấm rất đặc biệt, sánh luôn. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Thì các bạn xem video thấy hay thì nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Thật sự đăng video lên mình thấy có nhiều người xem, mình rất mừng. Các bạn hãy đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Mình luôn làm về ẩm thực các bạn ạ. Sau này mình sẽ làm về dân tộc của mình để các bạn cùng xem. Chào tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Tạm biệt các bạn.